rùm tăng phụ ánh kì pra ơi thơ bạp khám ai thay tiết đồng nàng út khuôn chỉ khám ai tại tôi tôi vẫn thơ bạp khám ai khám ai nó phụ ả thọc tiếp tại xong hai phụ ả xa bài khai rùa rồi bố phụ ánh kì mà nút mình sát phụ ánh mình thơ chăng thế chẳng bạp miên thế ôn sơ rôn khom srei lông 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 hướng cho bạp mà phách bay tờ la nó phụ ánh dưới khám ai sẽ đạp khám bàn thôi nó phụ ánh rẽ xa thầm nát nhau khi ao coi coi cái ao chò chò hay tăng màu giấy hướng vẽ con nó cái nắp bạc trăng cái nắp bạc trăng ai cái giấy man chặt cái đã cúc sắp bay giang thật có hai màu giấy à lâu đi bầm bắt cái nắp bạc trăng bán à lâu mà giờ những cái phải bọn vô bay vẽ con đường lương cái nắp bạc lương tiền à lâu bay chỉ cái nắp bạc ấy cầm lăng chia đây nè à lâu phụ anh vô con to thay thay nhỉ à lâu vô con to tập bọt ấy cái này lưu rồng chốn nó phụ anh vô con to ấy ai khơi nhất của ai có bắt chết của ai nó lưu cốt tăng ơi thức bạp khả mày ngọt ơi của ai mến đầm nợ bởi mơ tưởng vớ của ai sao chúa là tăng ơi của ai mến khả mày bởi của ai khả mày của ai mến thương chẳng nhưng rút phía bài ở lâu nè cả nạ phát cầm lăng chết thì ôi tầm năng mơ của ai nhỉ kẹo con cả nạ phát nhớ bài anh tập phốt và lại kê trong sở mai kê trong rút luôn khi nha đang bây sở lanh tức đây phải tê chết xây xây kẹo con năng kê cao nó lưu tức đây không ai bất bạc cót kê sả lanh tức đây kê kê tự ruộng phụ đua rồi lông phụ ả cho em rai ná kê ăn mình sức sả đây phía bây sao hay mấy ấy bạc cao con chú lộm chết con chú lộm chó đó là mơ ướng vẽ con nông xe và phúc con ở miên khăn ông sọc khẻ sọc có phụ ả nhỏ ướng kê đây ôi mà nữ rùa nó không ấy không piêng này mấy à ấy à lắm vì châu tôi không than này rùa vĩnh sao mai cái việc chia xa chuyên lương thì mơ khơi bên bình phục đốt ai nhé còn là cái mơ họ và tê ni cao lương ấy bị bắt thôi mà chia được cao lương ấy miền lương ấy cao lan cái trong đăng bên bình phục đốt ấy sao po là miền đi mình oi xe po là miền nó mà oi xe hay sẵn trăng ngày văn của anh đắc nom sấy cái là đắc nom sấy cái miền này thắm ấy nhỉ của anh không ai vuốt lâu này tốt đào pe hỏi không ai dương tàu rùm khnì cất miệt tập hùm rương phạm mùi ở lại sẵn bạn thấu thấu nom khnì cất rương thằng ông này bạn lâu đủ vô chuẩn bị xô pi chừng ngày dương thấu cất thằng ông này phủ rương ông thằng ông này tức đây chỉ ở dụ chỉ vật mình tha cả nã phạ na thế ở dụ chỉ vật thằng ông này à lâu dương trong giấy thà hai ấy ban chia si ở ví cam và chia trong ạ thì bọn được luôn ai trong trong bao sai khơi thằng ốc niệm bao phổ dương chia phải tê mùi tàu thông của đó dương chia phải tê tôi bay phải tê cam và chia smart con khai cái mùi cái đời dương nó lơ phan đấy mua lượng kế và dương giấy thà nó lơ phan đấy cam và chia dương miền trung kế đại thà cô vót là bay đến tư bên phục lục chẳng dương mình thấu ấy bắt cái bóng phun dương trâu ruộng cái này đối Israel chứ Campuchia tốt bên bất phần tay dương thấu ruộng cái này ở group xã hạ ca cái group tiên cái lại tăng ở ở đây đại dương xong mọi đó si ở vi chánh dương trăng á thì bắt luôn anh ở đây đại dương miên tức đây bất phần con cầm lại bọc luôn dương thấu á thì bắt được luôn anh chúng non đi thôi mình bán chúng non cầu tiếp ớt sầm khăn ở hướng xã hạ pro thì bắt ca say na do bịa sầm đây thao tiếp mà đã bị mốc mất dương nâng miên chỉ vật dương nâng miên crom crua xa che thơ tạ câu đôi sát này mất ớt miên ca cất bị cha rồi na ớt miên che thơ ấy thế ấy chúng non đôn ta dương cất mơ nó bỏ tê cô chi thầm rây ạ có thơ và sát rõ bọn thơ bán cho chúng non dương đi thơm bán miền côn miền trao ao từ riêng sâu dương ca pia tức đây ở ban thả lọc mau với ao côn trao và to tiếp nó bóc ổn à thì bớt được luôn anh sao mai ni dương miền côn miền trao tặng ốc nia nè ao riêng bên tranh pi pi phục lộ group sinh chiết group bờ tê tặng ao riêng tranh pi pi phục lộ rùm khnia co sang bờ tê
អភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសរុបសរុបចឹងបញ្ជាក់ចឹងយើងមិនមែនសត្វណាយើងមនុស្សចឹងរឿងនេះវាអត់សំខាន់រឿងថាអូតើតាចូលអភិវឌ្ឍនឹងតើដាក់ចូលជាមួយគេណាតើសហប្រតិបត្តិការបន្តរួចអីបងប្អូនវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់យើងមានខួរក្បាលមានដៃមានជើងមានកូនមានចៅមានគ្រួសារទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសហការគ្នាអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងណាចំនួននេះអភិវឌ្ឍមិនទាន់បានចំនួនក្រោយទៀតអត់មាននិយាយដល់អាឈៀងវុនអូនៅនោះដាច់ស្រយាលក្រណាស់អញ្ចេះណាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅអីទៅខាងយួនទៅខាងឡាវឯណាបានចូលមកដល់ស្រុកឯណាអត់មានទេបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាស្មើកូនខេត្តគេមួយអភិវឌ្ឍធ្វើដោយខ្លួនឯងចម្លើយឆ្លើយថាយើងអភិវឌ្ឍធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយអាចំណុចអ្នកស្រីសាផាតបាទសួស្តីហើយអាចំណុចមួយទៀតឥឡូវនេះគេយកប្រជាពិធដ្ឋរូបភាពថោកទាបយកមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលបោះឆ្នោតទឹកត្រីអង្គស្អីអញ្ចឹងទៅណាត្រង់កម៉ាបុជេងស្អីណាយើងអត់ចង់បានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបោកប្រាស់អញ្ចឹងទេតែឥឡូវនេះគេមិនអញ្ចឹងទេគេថាអូសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅមើលធ្វើទេសចរដែលអត់បង់ថ្លៃចំណីអាហារដែលអត់បង់ថ្លៃបងប្អូនឈួតទេឥឡូវសូមប្រាប់ឲ្យឡើងតាមជើងខោទុកលុយហ្នឹងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនៅពេលអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋទៅដោយខ្លួនឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទៅដោយខ្លួនឯងមិនបាច់មកចំណាយអីដឹកប្រជាពលរដ្ឋដោយអត់គិតថ្លៃចំណីអាហារដោយគិតថ្លៃមិនបាច់ទេCLV ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះសូមឲ្យដកអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងមិនបាច់ចេញចំណីអាហារមិនបាច់ចេញផ្លូវឡានអីទេបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានន័យថាអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងយល់ទេហើយបើមិនយល់កន្លែងហ្នឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យដកចេញបញ្ហាបើមិនយល់ឯងសូមឲ្យដកមកប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអ្នកមានចំណេះដឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកគាត់ចូលទៅនាំគ្នាអភិវឌ្ឍខ្មែរមានអ្នកចេះដឹងពេញពិភពលោកតើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កូនចៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករស់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តាំងពីជប៉ុនតាំងពីកូរ៉េតាំងពីអូស្ត្រាលីយេអឺរ៉ុបអាមេរិកទាំងអស់ខ្មែរមានកូនចៅអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តើបើកផ្លូវឲ្យគាត់ទៅគាត់ចូលទៅអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងទឹកដីដូនតាគាត់តើអញ្ចឹងរឿងអស់នេះកុំយករូបភាពផ្ដេសផ្ដាសបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅមានចំណេះដឹងដូចថាមានកម្រិតអីមួយចំនួនបោកប្រាស់គាត់ធ្វើបាបគាត់បងប្អូនជុំវិញពិភពលោកគាត់ចង់អភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងណាបើកផ្លូវឲ្យគាត់ទៅហើយជាពិសេសរកឲ្យស្របនឹងចំណុចអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងត្រង់កន្លែងណាទៀតត្រង់កន្លែងណាអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងបងប្អូនត្រង់កន្លែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 90% បង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេវាស្របនឹងអាហ្នឹងទៀតហើយឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដមែនទែនហ្នឹងគឺរឿងប្រជាពលរដ្ឋទៅតើធ្វើខ្ញុំថៃនោះ2លាន3លានអ្នកនោះបញ្ចូលគាត់ត្រឡប់មកបង្កើតការងារណាបញ្ចូលគាត់មកបង្កើតការងារណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋមែនមកស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយយករួចខ្លួនមកពេលអីដោយក៏ដោយឃើញកូនង៉ែតយំយកទឹកដោះគោឲ្យបាវហ៎មិនមែនចឹងទេណាទៅយករូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យត្រឹមត្រូវជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនយកចំណុចមកលួងលោមឲ្យកូនង៉ែតបាត់យំថោកទាបដូចឥឡូវនេះហ៎ច
ចំណៃអាហារអត់បងថ្លៃជូនទៅមើលព្រំដែនអីអាហ្នឹងរូបមន្តកូនង៉ែតលួងកំឲ្យយំទេណារឿងពិតទឹកដីប្រទេសជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបភាពដែលរក្សាសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតការងារយល់ទេអាឡាំងតាមជើងខោទៅយល់កន្លែងហ្នឹងអត់មានតែប្តេសផ្ដាសយើងពាក់ព័ន្ធនឹងយកប្រជាពិធបោកប្រាស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចម្លើយហេតុអីបានជា CLV កម្ពុជាត្រូវអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគាត់មានសមត្ថភាពចង់ធ្វើការងារពិតប្រាកដព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់រក្សាបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពពិតប្រាកដណាអត់មានគុំបានអានេះគុំបានអានោះណាដោយសារអានេះដោយសារអានោះអត់ទេអត់ត្រូវការទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងសំណើស្នើសុំឲ្យដកចេញណាជារឿងចាំបាច់ CLV ឲ្យដកចេញយកមកអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងសំណុំពរនិយាយត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមូលអីគេថ្មីថ្មីនេះគេថាគេចង់ធ្វើប្រមូលស្អីបងប្អូនប្រមូលមូលនិធិធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនខ្ញុំមើលឃើញរឿងអស់នេះមិនមែនជារឿងនាំសក្តិសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ជូនប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណទេប្រមាណភាគរយទេបងប្អូនរឿងនេះវាអាចចំណេញក្នុងរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបកកើតផ្លូវឲ្យយួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនហើយប្រមូលលុយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងទៅធ្វើផ្លូវងាយស្រួលឲ្យយួនចូលមកអភិវឌ្ឍណាចំការកស៊ូរាប់ពាន់ហិកតានោះស្ទឹងត្រៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះនោះហើយផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាងាយស្រួលចូលមកប្រមូលផលប្រយោជន៍ព្រៃឈើប្រមូលផលប្រយោជន៍រ៉ែមានរ៉ែពេជ្រអីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើផ្លូវហ្នឹងវាចំណេញដឹកទៅយួនខ្ញុំយល់អញ្ចឹងវិញបងប្អូនណាវាមិនមែននាំផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រោះព្រៃឡង់តាមរយៈរូបភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះហើយអ្នកកសែតម្នាក់គាត់និយាយអំពីបញ្ហាព្រៃឡង់ខ្លាចជាវាឡង់ឥឡូវផៃចាប់គាត់ដាក់គុកបាត់ហើយអាព្រៃឡង់ខ្លាចជាវាឡង់ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្បត្តិធម្មជាតិដែលព្រៃឡង់ខ្លាចជាវាឡង់ហ្នឹងគេលក់បានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានហិកតារាប់ពាន់លានដុល្លារបងប្អូនរឿងព្រៃឈើអាហ្នឹងគ្រាន់នៅលើដីណាឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមរូងអាក្នុងដីទៀតភ្នំក្នុងដីអីទាំងអស់វារូងអញ្ចឹងបើយើងវាបង្កើតអាមូលនិធិធ្វើផ្លូវខ្សែផ្លូវព្រំដែនហ្នឹងបងប្អូនវាងាយស្រួលធ្វើផ្លូវនោះវាដឹកយកទៅស្រុកយួនហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងវាងាយយល់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងវាងាយស្រួលអភិវឌ្ឍហ្នឹងធ្វើផ្លូវបានប្រមាណទៅស្ទឹងត្រៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីដោយអាស្គីលថាបើកប្រមាណម៉ោងប្រមាណម៉ោងទៅពីមុនអូបើកទៅមួយអាទិត្យអីឥឡូវបើកតែប្រមាណម៉ោង4 5ម៉ោងដល់អីណាត្រូវហើយវាធ្វើផ្លូវស្រួលដឹករបស់របរសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរទៅស្រុកយួនបំមានផ្លូវដឹកមិនបានអញ្ចឹងយើងត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវាអត់សំខាន់ណាផ្លូវទេអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ 90% ដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងអាផ្លូវហ្នឹងវាកើតឯងឯងពលរដ្ឋទៅដល់កន្លែងណាផ្លូវកើតកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះសូមឲ្យឡើងតាមជើងខោកុំយករូបភាពបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះអ្នកដែលថាអូបានផ្លូវប្រមាណខ្សែ2ខ្សែ3ខ្សែវាអត់សំខាន់ទេជំនន់ដូនតាជីតម្រៃជីសេះណាអត់ផ្លូវអត់អីត្រឹមត្រូវផងណាសង្ឃោវត្តល្បីនឹងទឹពេញភពលោកចាឥឡូវសួរថាសំខាន់ណាផ្លូវខ្សែ2ខ្សែហ្នឹងសំខាន់ការពារសម្បត្តិធម្មជាតិ
ការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានវាអត់សំខាន់ណារឿងស្អី CLV ក៏បាញ់យកស្អីអីដាក់ចូលគ្នាអីហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេបងប្អូនផ្សារព្រំដែនតំបន់ត្រីកោណផ្សារណាក៏មានដែរប្រទេសណាក៏មានដែរផ្សារតាមព្រំដែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរឿងដាក់ខេត្តដាក់ប្រទេសចូលគ្នាអត់អាចទៅបានទេបងប្អូនណាបើដាក់ទៅបានទៅប្រទេសគេហៅថាមានច្បាប់ពិតប្រកបឲ្យឯករាជ្យណាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសដែលដូចនៅអឺរ៉ុបគេបង្កើតបានជាសហព័ន្ធនៃទាំងអស់ហ្នឹងចាយលុយរួមគ្នាហ្នឹងឃើញបងប្អូនណាដំណើរការច្បាប់របស់គេហ្នឹងគឺស្អីក៏ដោយដាក់ចូលគ្នាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីអីទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងណាបើប្រជាពលរដ្ឋតិចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសគេប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចគេខ្ពស់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេ3លាន4លាន5លានអ្នកក៏ដោយទៅចូលជាមួយអា20លានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតន្តរយៈភាពរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេតូចប៉ុន្តែគេគឺអ្នកមានណាបងប្អូនគេមហាសេដ្ឋីណាណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគេមិនមែនប្រទេសគេតូចហើយគេក្រដូចយើងអីអញ្ចឹងទេនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋតិចហើយក្រទៀតអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតែម្ដងយើងនិយាយស្មោះត្រង់យើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតែម្ដងណាជំទាស់នឹង CLV ហើយដើម្បីបានជាក្បត់ជាតិទៅវិញអឺអ្នកណាអឺមកយើងនិយាយចម្លើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្បត់ជាតិនេះបើយើងនិយាយរឿងថា CLV នេះអ្នកដែលមិនយល់អំពីរឿងពាក្យ CLV ហ្នឹងទេណាបើគេយល់គេមិនថាក្បត់ជាតិទេបើយើងនិយាយរឿងថាវានាំផលប្រយោជន៍និងមិននាំផលប្រយោជន៍បើវាបានផលប្រយោជន៍មកខ្មែរដែលយើងចង់និយាយថាយើងដាក់ហ៊ុនចូលគ្នានោះបើយើងនិយាយរឿងអ្នកដែលយល់ឬក៏មិនយល់អាហ្នឹងយើងត្រូវមើលអំពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍សិនបើផលប្រយោជន៍ខ្មែរអត់សួរថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំទាស់ CLV នោះដែលរឿងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាគេក្បត់ជាតិឬក្បត់ជាតិហ្នឹងយើងឃើញឃើញហ៎អញ្ចឹងវាចំទាស់អ្វីដែលកើតឡើងអាចចោទថាយើងចំទាស់ហើយគ្រាន់តែចំទាស់ CLV ក្បត់ជាតិហ្នឹងពីព្រោះវាតាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ពីព្រោះខ្មែរអត់មានអីដែលទទួលបានរឿងផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចំការកៅស៊ូរាប់ពាន់ហិកតានៅតំបន់ CLV នោះជារបស់អ្នកណារបស់ខ្មែរឬក៏ជារបស់យួនអាហ្នឹងយើងឃើញអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាអត់ក្បត់ជាតិយើងឃើញបាត់ហើយអាហ្នឹងចម្លើយនៅលើគោកតាអ្នកគេចំទាស់អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការពិតហ្នឹងឃើញឃើញមានតែអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ក្បត់មានតែអ្នកស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ឬក៏យើងមើលទៅវើថាមានតែអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរក្សាអំណាចទេដែលគេចោទថាអ្នកចំទាស់ហ្នឹងក្បត់ជាតិតែមានតែអ្នកកាត់ទឹកដីឲ្យគេរក្សាអំណាចទេដែលគេថាយើងនឹងចំទាស់នឹង CLV ហ្នឹងក្បត់ជាតិតែបើយើងនិយាយអំពីរឿងការពិតជាក់ស្ដែងផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងដឹងថាពាក្យមួយម៉ាត់ថាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរគឺគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមរងគ្នាជាធ្លុងមួយអាហ្នឹងថាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរបានបាត់ឃើញទេតែបើយើងនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេចោទថាអ្នកជំទាស់ CLV ក្បត់ជាតិអាខ្លួនគេហ្នឹងហើយដែលក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអាអ្នកនិយាយថាជំទាស់ហ្នឹងហើយពោះវាខុបខិតរក្សាអំណាចវាអត់ខុបខិតរក្សាផលប្រយោជន៍ក្តីសង្គមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់រក្សាអ្វីដែលផលប្រយោជន៍រួមទឹកដីប្រទេសជាតិណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែល
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដែរដែររឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពអភិវឌ្ឍដែលយើងក៏លើកឃើញបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ 90% ដែលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយ 10% បរទេសអញ្ចឹងចំការកស៊ូរាប់ពាន់ហិកតារបស់យួនហើយបើយើងក៏លើកឃើញគេថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រឆាំង CLV នឹងថាកាត់ទឹកដីឲ្យយួនហើយគេថាគេអត់កាត់ទេទឹកដីខ្មែរនៅទឹកដីខ្មែរហ្នឹងណាគេគ្រាន់តែបញ្ចូលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងរឿងកាត់មិនទាន់កាត់នេះសំណួរចោទសួរថាគេប្រឆាំង CLV នឹងចោទគេក្បត់ជាតិអីអីនឹងវាត្រឹមត្រូវទេបើក្រៅរូបភាពអភិវឌ្ឍនៅភ្នែកគេឃើញចំការកស៊ូរាប់ពាន់ហិកតាសិតតែជារបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរនេះហើយចំណែកខ្មែរទៅដើរធ្វើខ្ញុំថៃរាប់លានអ្នកនោះសួរថាអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងអ្នកប្រឆាំង CLV ហ្នឹងក្បត់ជាតិឬអ្នកណាក្បត់ជាតិយើងសួរចឹងតើគួរឲ្យគេអត់ប្រឆាំងអត់ខ្មែរពិតប្រកបចេញទៅធ្វើរកការងារទៅធ្វើខ្ញុំថៃរាប់លានអ្នកចំណែកក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍពិតប្រកបបញ្ចូលយួនមកធ្វើជាខ្មែរដែលក្រោមរូបភាពវិជាវិហានណយឲ្យមើលកូនចៅគេហើយឲ្យបានអ្នកចន្ទ្រៃរស់នៅស្របច្បាប់ឃើញទេបងប្អូនហើយឆ្លើយថាហ្នឹងជាខ្មែរបានសញ្ជាតិអីបានសំណុំលិខិតខ្មែរបានសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងវាតាំងចឹងវិញឃើញទេចំណែកខ្មែរពិតប្រកបដើរធ្វើខ្ញុំគេនោះអញ្ចឹងពួកអាចោតចម្លើយឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាពួកអាចោតថាដូចខ្ញុំអង្គុយនិយាយខ្ញុំអង្គុយព្រុសអញ្ចឹងវាថាឯងជំទាស់ហ្នឹងគឺក្បត់ជាតិពាក្យផ្ទុយយើងដឹងបងប្អូនណាបើវាថាយើងក្បត់ជាតិវានឹងហើយក្បត់ជាតិវានឹងហើយក្បត់ជាតិនៅលើគោកតើខ្មែរយើងថាស៊ីលីខ្លួនឯនោះបងប្អូនណាអញ្ចឹងអាក្បត់ជាតិហ្នឹងនៅមុខយើងហ្នឹងហើយវាអ្នកនិយាយហ្នឹងក្បត់ជាតិហ្នឹងខ្មែរពិតប្រកបដើរធ្វើខ្ញុំគេវាបញ្ចូលយួនឲ្យមកធ្វើជាខ្មែរអេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដល់ឡើងតាមជើងខោឡើងមកហ្នឹងអេយួន100,000 ឲ្យចូលបានអាចន្ទ្រៃស្រង់ច្បាប់រស់នៅស្រុកខ្មែរឃើញទេតាមពិតវាចូលមកស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដលនៅពេញបឹងទលេសាបហោះច្បាប់បងប្អូនអន្តោប្រវេសប្រទេសមានសង្គ្រាមចុះយួនមានសង្គ្រាមអត់អត់មានសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខុសច្បាប់ទេបងប្អូនវានាំគ្នាមកពួនស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដលពេញបឹងទលេសាបរួចហើយឥឡូវវាមកសុំស្រោកច្បាប់បងប្អូនគិតមើលថាអាណាបដិយឲ្យនឹងអាយនិយាយថាយើងប្រឆាំង CLV ហ្នឹងឯងក្បត់ជាតិហ្នឹងអាដឹកនាំហ្មងថ្ងៃឡើងតាមជើងខោទាំងអត់ឡើងតាមជើងខោណាគឺគ្មានទេឡើងតាមជើងខោអាទាំងអស់ឲ្យវាបានអំណាចមកដោយសារប្លន់ប៉ែនសវណ្ណដល់ឥឡូវនេះវាមិនបន្តកូនវាឡើងតាមជើងខោទៀតហ្នឹងសួរពួកអាក្បត់ជាតិអាហ្នឹង 100% ពួកអាក្បត់ជាតិចឹងក្លៅឌូងគាត់លើកសំណួរនេះល្អណាស់ចម្លើយឆ្លើយថាអាអ្នកនិយាយហ្នឹងឯងក្បត់ជាតិអាអ្នកចោតយើងថាយើងជំទាស់ហ្នឹងជំទាស់អង CLV ហ្នឹងព្រោះរឿងជំទាស់នេះមិនម្នាក់អ្នកជំទាស់ណារឿងជំទាស់នេះគឺជារឿងទឹកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែររាប់លានអ្នកដូចខ្ញុំនិយាយដែរទៅធ្វើខ្ញុំថៃបងប្អូនគិតមើលតើអាកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអភិវឌ្ឍនេះវាស្របនឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រឹមត្រូវទេអត់ឃើញទេបងប្អូនយកយួនមកបញ្ចូលធ្វើជាខ្មែររួចហើយបង្កើតដីសង្ឃប្រទានសេដ្ឋកិច្ចឯណានោះរាប់ពាន់ហិកតាយើងអត់អាចទទួលយកបានទេ
รื่องอันนี้จังไอ้บานยังจังอาผีวัดครูนไอยังจังอาผีวัดครูนไอยังอัดเต้ากาผีน้ำด้วยเนี่ยสารปะกองเนาะก่อนยัยอึงสำนองโพสไอ้ตาก่อนยัยผีหล่อหล่อสารท่อตาขนมเนียมกวาดกิสเนี่ยสารปะกองตาสำได้ปุ๊บก้นจังอาผีวัดเด็กครูนไอตัวใบก้นซีปะบอลซีปะฮอกซีไอ้กระดอยเธอไม่ก่อครัวซายืงบานสักใดสักพวกเกมมันดังจะเกมสมัครตรองยืงอัดเต้เฮ้ยช่างไงก้นเย็บสั่นละท้อสั่นละท้อท่าก้นจังอาผีบอกเพื่อนไอ้ตาอาสำได้ปุ๊กนั่งเวียเหมือนปุ๊กปิดประกอบไอ้น่ะบ่เวียปุ๊กปิดประกอบอนัดก้นยืงปีครัวซาเวียแถวตาดอซีอวีจังมาอ้อยตาสำได้ปุ๊กนั่งเวียขบจีบ่าวซาหึงนั่งบ้านวิ่งตังจังก็มาปนบ่าวซาสำได้ปุ๊กนั่งวิ่งขบจีบบ้านวิ่งจังนะวิ่งอัดสนับโกนสนับแก้วไอ้ตังอ๋อเก็บเผาไปท่าตาที่ตาโกนนั่งวิ่งการมาจังปีเอานั่งอ่ะโกนนั่งวิ่งมือเคยง่ายวิ่งดังหล่อเข้าใจโกนนั่งวิ่งมือเคยในเรื่องคลายบัดบองไอ้ตังอ๋อนั่งรวยบารมโกนนั่งซื้อตัวใบขณีนเอาขมายกันแล้วขณีคำท่าเอาเว้ยมาชวนเขาได้เดี๋ยวเธอใส่อย่างโกนังทำเอาเว้ยมาชวนเขาได้พี่น้องตัดดอกตัดสูงตัดชัวครูนไอ้มองต้องปิดไม่เนี่ยพี่น้องเอาไว้ขมายโตจะด้อยก่อนพี่น้องตัดเธอได้นะมาชวนเขาได้มันดังเกินมาเธอเยอะนั่งเยอะล้อมันล้อไม่ดังหรืองอนังจังยังเธอครูนไอ้ต้องเธอท่ากับน้องท่าใส่นั่งเธอแต่มาสับดาเฮ้ยតែដល់ពេលធ្វើខ្លួនឯងត្រូវពីរសប្តាហ៍ចឹងកូននឹងថាដល់ពីរសប្តាហ៍ក៏ធ្វើដែរអូមិនបាច់ទេបាច់ជួលគេខ្ញុំទ្រាំធ្វើពីរជួស្រែនឹងធ្វើទៅពីរសប្តាហ៍ក៏ខ្ញុំធ្វើដែរតែសំខាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្វីទាំងអស់បានសេចក្តីសុខបានផលប្រយោជន៍អីទាំងអស់ទ្រាំហត់ទ្រាំអីទៅណាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប្រាប់អូននឹងតែអូននឹងអត់ទេចង់បានថារឿងអស់នេះ CLV ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកសិល្បៈកងប្រាប់ហើយថាគេមិនដឹងជាស្មោះត្រង់យើងអត់ស្មោះត្រង់អត់អញ្ចឹងយើងស៊ីប្រហុកស៊ីបលគ្រួសារយើងសំខាន់យើងបានសេចក្តីសុខឃើញទេតែវាអត់ស្ដាប់ទេបងប្អូនឃើញទេវារក្សាអំណាចព្រោះវាមេចៅវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលជាកំហុសធ្ងន់បំផុតអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងបងប្អូនGood night. See you next time. បាទសូមអញ្ជើញបាទហ្នឹងបកស្រាយបានច្បាស់ល្អណាស់លោកខ្មែរអើយគ្នាភ្ញាក់ឡើងបាទអរគុណច្រើនបាទរឿងអស់ហ្នឹងយើងឃើញនៅលើគោកទាំងអស់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបែរទៅរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមូលនិធិគេឥឡូវគេយកល្បិចមួយទៀតបងប្អូនណាល្បិចរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិគេហ្នឹងអង្គាសលុយធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនអញ្ចឹងបានចំណែកខ្ញុំយល់ព្រួយបារម្ភចេះវិញបងប្អូនបញ្ហារឿងធ្វើផ្លូវអង្គាសមូលនិធិលុយធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនកំណត់ខ្ញុំជាយោបល់ខ្ញុំចង់ឲ្យចេះថាកុំចូលឲ្យសោះបងប្អូនហេតុនេះបានថាខ្ញុំថាកុំចូលឲ្យសោះរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមរូបភាពអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមព្រំដែនបង្កើតហើយវាងាយស្រួលឲ្យយួនដឹករបស់របរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅស្រុកយួនឃើញទេបងប្អូនអាហ្នឹងមួយយើងមើលឃើញចឹងបាត់ផ្លូវខ្សែក្បាត់ព្រំដែនហ្នឹងវាអត់ចំណេញដល់ខ្មែរទេណាឃើញទេងាយស្រួលយួនដឹករបស់របរពីស្រុកខ្មែរសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរទាំងព្រៃឈើទាំងអីទាំងអស់ទាំងរ៉ែទាំងស្អីទាំងអស់ដឹកយកទៅស្រុកវាសុថានឹងការពារព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងខយើងមើលឃើញអារឿងពិតមួយពាក់ព័ន្ធឥឡូវបងយើងនិយាយធ្វើផ្លូវនិងធ្វើរបងបងប្អូនរើសយកមួយណាឥឡូវចំពោះខ្ញុំបើយើងនិយាយពីផ្លូវធ្វើផ្លូវឬធ្វើរបងចូលលុយគ្នាធ្វើផ្លូវឬចូលលុយគ្នាធ្វើរបងចំពោះខ្ញុំមានទំនោររឿងសំខាន់មួយគឺធ្វើរបងណា
à plâu dương ai xong ngày na có ban đây dương chẳng thơ plâu tàu na mau na sẽ dương chẳng chẳng buộc giống bà mua lịch thị và mẫu thơ được bón hơi được bón lúc ơi bà dương dây ca bất bọc bằng cô được bón trâu bọc bằng cô mà mến ai cái tàu phía kia bọc đó trâu bọc bằng cô được bón trâu bọc bằng cô trái phía kia mình mến bọc bằng cô đòi dùng tờ tam ai cái tàu phía kia đấy chẳng bọc đó chẳng chẳng buộc nhóm nhóm trong rầm lấp bọc ôn tu trang bị phục lộ không nghiêm trực mại à lâu nay nó bị tê cam bị chia bị chia bị thất kế cứ cứ và mau lưới vừa lâu ta prom đại nhóm sầm nôm po bọc ôn tầng ở tu trang bị tê tu trang phục lộ công kết hướng nắng cái công trôn mình mến phát và giỏi khmai ấy thế bà mua lịch thị thơ rồi bong prom đại hỏi bọc bằng cô tam rồi giác trai phía kì anh đang châu cho bọc ôn ọt khó đi châu cho dương ta tam trai phía kì tiết hai em tí đầm con nấu ăn rãi tiết xong bây giờ sầm an có con đắng này hướng đang bọc ôn và nhà hai rương prom đại đại phía bọn đằng trai phía kì nóng dương đắng ạ mình và tìm hàm lại nha châu rồi muối miền bà răng mình chẳng bọc ôn chẳng phải tí nó ông ca dạp chi tiết đại đại xe nữa bàn tìm tia rương mà rồi mà phây buôn bà côn nè nấu đầy câu sáng xin cam phải chưa khảo mến cắt tẹ hình xâm rân ao dùn cực rộng phụng đại nồng đại lê mến ấy bọc ôn mến hướng năng ấy nó bọc ôn á hay mến đôi cha mến đôi à chai ấy tóc đó ấy lượt đây là phôn ấy yên cho yên láng ấy đây không ai được trâu kiện tí đá ấy thì mình chẳng ấy bà con hạt miền từ ấy lượt đây là phôn ấy yên cho yên láng ấy nè vậy được chuột chẳng ấy nè chẳng hướng đi ăn miền đồ trái với bà con đó bò bằng cơn thơ được bóng bà con trâu thầu trâu ruộm kia vô lôi thơ được bò bố mấy nó ta phải tê cam mà chia nó thơ được bóng bà con xong bay tại vua nên chắn là chết xa vì tầm mũi có bị thơ rồi bóng đó bà con cái dương dương mình thấu thơ rồi bóng đây bà con chẳng 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 phua rương mù lửa thị kê bảo mô lôi thay do thơ sai lâu sai của bát prom đai này tặng ó xong bong phôn tặng ốc xa xa nó sắt pa nhỏ ngon cướp ti cái lái tặng ốc chung vinh thì phốp lô hay bật tê cam chia tặng ốc công châu rồi sao mình men thoa phải giỏi khmai tê thoa phải giỏi duôn đất strom sầm bắt khmai vô tàu sọc vi nó bong phôn à lâu bà châu thơ là bong trong sầm nông phôi bong phôn châu hỏi tàu mưa cho bắp ở cho bắp luôn rương pa nhỏ hà prum đài tớ mà rồi mà thấy buôn bà cô này sầm đại xe nụ tiêm tiên nâu cả lại nà nó bong phôn thơ rồi bó cả lãnh không ọt miên mà ấy tẹ hình xâm rân lưu tất đầy dùn này ná ọt miên này nó bùa dùn bè bè hơi bùa dùn hướng qua nhà hà nè thấy bó bằng cố trâu miên trây phía kỳ ọt miên ai cái tao phía kỳ thế bó ai cái tao phía kỳ miên này thà bùa ấy nâng hơi sật thì dùn tặng ọt miên không à mê chào nó cầm bà chưa bạch ở bón có dùn à trong ban phải tê cam chia nó có duôn nó phụ ai duôn tặng ngọc này ai bảo cô duôn thì duôn không mình chẳng bảo cô miền khmai này nè phụ ai có nằm mong dưới khmai xí bài khmai ai lời tức đầy khmai không tại tạm bất phụ ai sẽ là duôn là tặng ngọc này à nó chấm lái cho lái tròn chẳng xong tôi bảo chẳng tỏ cả lại ní trong phải chết ở chút bác và nhà hà rương mù lửa thị thơ sai của bác prom đài thơ plâu tam sai của bác prom đài công châu lời xót bọc ổn vì ớt ca pia ớt chẩm nanh ấy đó phòl phải giói khám ai tê hai việc khóc tí cả lại đây xâm đạch xe nụ tiền tí rương
124ប្រកូលទៀតបងប្អូនបងប្អូនដល់ណានិយាយត្រឡប់ត្រឡិនបាយបិនបាយបាត់បោះប្រកូលព្រំដែន1លើ100,000ក្រោយមក1លើ50,000ដល់ក្រោយមកទៀត1លើ25,000ដល់ពេលនេះគេថាព្រំដែននៅណែឈួតពង្រីកឲ្យធំមកព្រំដែននៅណែហើយឥឡូវដល់ពេលនិយាយចង់និយាយឡើងតែហេងសំរិននៅលើទឹកដីយួនមកបងគិតមើលហើយគេថាកាត់តែហេងសំរិនឲ្យយួនគ្រប់គ្រងព្រំដែននៅណែទៀតហីអូហេតុមកបងប្អូនគេតែនិយាយចេះតែថាមើលតែបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកគេអត់ខួរអីមិនអញ្ចឹងដឹកនាំអញ្ចឹងហើយឲ្យយើងជឿអ្ហ្មិចបងប្អូនបងប្អូនគិតមើលពលរដ្ឋគ្នាបាត់ដីបាត់ផ្ទះយំសោកបាត់មាត់គ្នាចាប់គ្នាដាក់គុកហើយថាសន្តិភាពដឹកនាំល្អហីវាចម្លែកបងប្អូនហើយដល់ពេលយើងនិយាយថាទៅយើងនឹងជ្រុលនិយមជ្រុលយើងនឹងឧទាមក្បត់ជាតិតាំងចាំងវិញទៅអាយើងនេះបាត់ផ្ទះអាយើងនេះបាត់ដីអាយើងនេះណាបាត់អីអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះសបែងដូនតាឯងបាត់អស់ហើយនោះក្បត់ជាតិទៀតចឹងបានថារឿងកលែងអស់ហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមើលយើងខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរតើមើលព្រំដែនបានចាប់ដាក់គុកហើយចោតយើងក្បត់ជាតិទៀតគាត់ណាព្រំដែនខ្លួនឯងដោយលោករងជនឯងអញ្ចឹងបានដោយអាមៃអាឈ្មោះស្អីគេអាស្អីគេនួនសារ៉ាត់នួនសារ៉ាត់អាតងោលគេចេះតកោតងោលទៅហើយគេថាគេអ្នកនិពន្ធសរសេរសភៅអីទៀតខ្ញុំខ្ញុំថាអ៊ីចេះលើកសំណួរថាតើមើលព្រំដែនហ្នឹងខុសអីគេនិយាយអញ្ចឹងតើគេអីអាបកផ្លិតអាឆែបហៅអាបកផ្លិតទៅបងប្អូនគេថាគេនឹងអាឆែបហៅអាបកផ្លិតទៅមើលព្រំដែនខុសអីចង់ឆ្លើយប្រាប់ហ្អាយថាត្រឹមត្រូវហើយវាអត់ខុសអីទេតែពលរដ្ឋខ្មែរវាខុសពលរដ្ឋខ្មែរទៅមើលព្រំដែនបានចាប់ដាក់គុកខុសត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរទេអាស្រាប់ណាតែបើឯងខ្មែរដែរតើមើលព្រំដែនគេមិនចាប់ដាក់គុកហើយអាឆែបគេមិនចាប់ដាក់គុកមូលហេតុអីមូលហេតុគ្រាន់ឯងនិយាយខ្មែរហើយគ្រាន់និយាយខ្មែរស៊ីបែកខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរតើតាមពិតពួកឯងសាយួនអាហ្នឹងឯងបើគេអត់ចាប់ឯងដាក់គុកហ្នឹងអាហ្នឹងចម្លើយប្រាប់ឯងឆ្លើយចំអញ្ចឹងហ្មងបងហ៊ានតែខ្មែរដូចលោករងជននេះខ្មែរពិតប្រកបមើលឲ្យតែមើលមិនចាប់ដាក់គុកហើយបើចម្លើយឆ្លើយចង់រឿងហ្នឹងហើយសួរថាគាត់ខ្ញុំហិញច័ន្ទមនីទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងខុសអីចម្លើយឆ្លើយប្រាប់ហើយហើយតាខ្មែរពិតប្រកបទៅវាចាប់ដាក់គុកតែបើគាត់និយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរដោយឯងអញ្ចឹងគេអត់ចាប់ដាក់គុកទេព្រោះឯងគាត់និយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរហើយបើមើលបើការពិតគឺឯងហ្នឹងឯងក្នុងខួរឯងជាយួនអាស័យហមនីហ្នឹងក៏អីអាស័យថាបកផ្លិតហ្នឹងក៏យួនដែរអញ្ចឹងឯងបានគេអត់ចាប់ដាក់គុកហ្នឹងវាខុសគ្នាពិតប្រកបអញ្ចឹងបងប្អូនហើយពាក្យសម្ដីនេះអាសរ៉ាត់ឯងយកទៅពិចារណាទៅគេលើកយកមកនិយាយរឿងបញ្ហាចម្លើយឆ្លើយខុសអីមិនខុសអីហ្នឹងយកទៅគិតពិចារណាទៅហើយបើមិនយល់ទេពាន់នឹងទង្វើស្អីទាំងអស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនអីតសេសភៅសេស្អីហ្នឹងចឹងហើយបានគេថាទ្រឹស្ដីវាមានវាមួយយ៉ាងហើយក៏មិនតែអនុវត្តណាខ្មែរយើងថាអ្នកធ្វើ
អាទ្រឹស្ដីនិយាយស្រួលអាអ្នកធ្វើមានធម្មតាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបើយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នកធ្វើហើយអ្នកនិយាយវាមិន 100% ដូចទ្រឹស្ដីនិយាយស្រួលតែអាធ្វើនោះវាមិនដូចទ្រឹស្ដីហ្នឹងទេដូចអ្នកគូហើយអ្នកគិតចឹងបងប្អូនអាអ្នកគិតតម្រុំគ្នាគូហ្នឹងមិនធម្មតាទេគិតច្រើនតម្រុំគូចាញ់ហ្នឹងតែបើគូស្រួលគូយកគូយកគូយកគូតាមគេគិតដាក់គេគិតហើយតាយើងគ្រាន់តែគូតាមនោះឃើញទេចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាចង់បញ្ជាក់ស្អីអួនសារ៉ាត់នួនសារ៉ាត់ស្អីគេហ្នឹងចេះសរសេរសភៅចេះតែសរសេរប៉ុន្តែពេលអនុវត្តហើយបងប្អូនអនុវត្តឃើញទេអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតអត់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអយុត្តិធម៌នោះកើតឡើងអត់ដឹងទង្វើអយុត្តិធម៌សរសេរសភៅចេះតែសរសេរបានរៀបរាប់ប្រាប់គេចេះប្រាប់គេចុះហូសិលធម៌ណាអ្នកមានអ្នកក្រណាស្អីស្អីប្រមាណ5 6 7ចំណុចស្អីណាចេះនឹកឃើញអាចដល់ពេលអនុវត្តអត់ដឹងខ្លួនឯងទង្វើអនុវត្តមានកំហុសហើយអត់ដឹងអញ្ចឹងបានគេថាពលរដ្ឋជាភ្នែកម្នាស់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នែកម្នាស់បើគេថាយើងស្អីប្រឡាក់ជើងប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ក្រោយខ្នងប្រឡាក់ស្អីមិនល្អឲ្យយើងត្រូវពិនិត្យផងឲ្យអត់អានេះអត់យកទៅស្អីក៏ត្រូវយកស្អីក៏ត្រូវអាហ្នឹងគេជាកំហុសហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងគ្រប់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋជាភ្នែកម្នាស់បើយើងគេនិយាយទៅយើងគួរយកទៅពិចារណាគ្រប់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហើយកែតម្រូវហេតុអីបានគេនិយាយហេតុអីបានគេយករឿងអ្វីដែលទង្វើរបស់យើងធ្វើហ្នឹងយកមកស្រែកដាក់ឲ្យមកនិយាយមូលហេតុអីឃើញទេអានឹងបានយកមកកែតម្រូវយកមកដោះស្រាយយកមកអង្គុយគិតពិចារណាហើយមកអនុវត្តអានឹងបានត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញអានេះអត់ទៅបកស្រាយរឿងគេទៅនឹងមើលគ្រាន់តែមើលព្រំដែនហ្នឹងខុសអីគាត់គេឃើញទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយអាមេចៅរវាងមេចៅហើយកូនឡើងតាមជើងខោក៏វាខុសគ្នាដែរបងប្អូនអាមេចៅវាថាអាណាទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងវាមានអាកំបាំងអីមួយនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់ព្រៃព្រឹក្សាបាត់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់យំសោកវាចាប់ដាក់គុកអត់ឲ្យងើបរួចទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាណាហ៊ានទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងគឺពួកវារក្សាអំណាចវាហើយរក្សាអំណាចក្រោមអាណាក្រោមបញ្ជាចេញទៅវិហាណូយឯងត្រូវតែចាប់ពួកអស់ហ្នឹងអញកលព្រំដែនអញមើលកូនចៅអញតនៅណាហ្នឹងហើយត្រូវតែមើលឃើញវាបជាមិនដល់មកប៉ុនវានិយាយឲ្យសិលធម៌វាមកកម្ពុជាវាសុំស្នើសុំស្នើអញ្ចេះសុំស្នើអញ្ចោះវាធ្វើយកមុខមាត់វាល្អណាស់សុំស្នើក្រោមរូបភាពមិត្តភាពឃើញទេក្រោមរូបភាពមិត្តភាពមិត្តភាពអញ្ចេះមិត្តភាពអញ្ចោះឃើញទេអាហ្នឹងឯងបង្កប់អត្តន័យបើយើងស៊ីជំរៅឲ្យរឿងពាក្យមិត្តភាពហ្នឹងឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាកម្ពុជាមានដែរតែស្នើយួនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក្រោមខ្មែរងប់មានតន់អស់ហើយណាបើយើងយុទ្ធធរដូចគ្នាខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែដូចយើងដែរតើប្រាប់ចង្អុលប្រាប់វាវិញទៅបងអញឲ្យមើលកូនចៅអែមស៊ីនឹងអាចនឹងកោកូននៅកណ្ដាលអញមើលកូនចៅអញវិញអញមើលខ្មែរនោះក្រុមងាប់មិនទាន់អស់ណាអញមិនទៅធ្វើបាបអញ្ចឹងឯងចាប់លោកប្រសាតាមផ្លូវតាមអីអញ្ចឹងឯងអញទៅមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះវាអន់ជាងសត្វទៅទៀតបងប្អូនគេឲ្យចូលរុនក្ដាមចូលរុនក្ដាមគេឲ្យទៅកើតកើតគេឲ្យទៅលិចលិចហើយមកអួតខ្លួនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះគ្រាន់មកអាថោកទៀតអន់ដឹកនាំអន់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតសត្វឆ្កែគេនៅយកជីសឡានគេយកដេកជាមួយប្រទេសគេជឿនឿនសារីគេស្រឡាញ់ឆ្កែស្មើនឹង
con cháu cứ chỉ con cháu mà nó không cứu sao nè ta nếu ông chân sắp chạy thì cái ôi mưa à mau xì nắng ách nắng cao con được cái đó kể cả mưa cho nó ôi sao cho bắp kể cả ôi chân ta vì ông chân sắp ta tiết ở toàn cái lấy nó bọc bộ xuân sụp thọt bọn à lâu chồng nó nâng dương bọn sài ở vây là chỉ cà bật nó bọc bộ chồng buộc nhóm ba nhà ha tà lọc tàu rương mù lửa thị vẫn khiêm trọng vậy ta rương phát đam hai phát đam thiệt xa xa nó sắp ba nhà vòn tầng ốc bọc ôn không ai tu tàng bật tế tu tàng bị phục lốt rương ba nhà ha mù lửa thị vừa khăn bụng đáy ní công cho lôi cả sao bố đối kể thưa ao yuan đất sầm bát thôi mà chiết pi bật tế cam bật chia do tàu sọc viên chăng bọc ôn nó là nó mùi tí pi bảo cho lôi thưa rồi bò rộng đầy à nó bọc ôn cho cho hai trâu miên lẽ khăn đại bẹp bò đằng thưa rồi bò nó cứ mà rồi mà thấy buôn bạc cồn nấu cả lấy mà rồi thấy buôn bạc cồn đây bà răng cắt ao đây bà răng bò ao nữa à nó chăm thưa rồi bò bẹp bò đằng cô đau để bẹp bò đằng sắp bắp dương khơi thà muôi lơ mà rồi bò nó cứ đầm con nó ong ca sạn vậy chỉ chiết mến muôi lơ một hơi mà rồi phải làm bò đấy bọc bò đó chẳng dương thơ là bò nó còn lại nút hơi bò bằng cô trâu rút phiếp bẹp bò đằng trai phía kỳ mình mến ai cả tao phía kỳ tê trai phía kỳ trâu bạc căn chuột trăng ao nằng, hơi bom bia mình prom đường nằng té, anh nằng ở yun chilean pien campuchia, phát đắng on ra chít đường nằng, campuchia tôi mình bắt đầu phát đắng on ra chít, hấp tục một mọt ơi, vụ thao tiếp nói, anh nằng, campuchia porot hôm nay tu tiang bờ tê tu tiang phục lục phát đắng on ra chít, bờ à đất nó mỏ ngay vì ở phát đắng té, đường on đi dương không niệm chỉ po rót tập ốc niệm phật đăng on ra chết, rùm niệm phật đăng on ra chết, hơi cam bị chia ớt miền hữu làm tây miền mê chào, anh nói miền chẳng, rùm niệm phật đăng on ra chết, của anh hữu làm tây đầm nang ở bên tây cam bị chia ba chấm bón, dùng tổ tam tầng vớ vì mình khmai nè, vì con đường dây khmai sĩ bài khmai anh lấy tập đây khmai đó. Bà việc máy về tàu sắp bồ rốt chứ mà chạp tê vì ban thì cho hát lấy khá ở rương mà phải bay tỏa ở rương bà chia sắp tài cho hát đấy ban vì khá bọt màu bì bìa dùn vì trong ban tức đầy khmai chẳng nói cho lời chứ màu bì bìa dùn trong ban tức đầy khmai ban vì mình prom tàu phát đăng on ra chết hả lâu miên thì dương bồ rốt tê tàu ốc nè tu trang bà tê tu trang phục lộ chạy sắp đôi rương si ở vi năng chẳng tức đây là bọc máy dương trong áp thì bọc luôn này xong rồi đó chảnh bởi vì mình đó chảnh dương ruộng khí tao đó chảnh miền chẳng bọc hổ ruộng khí tao đang ngon trả chết đấy xong ruộng khí đó vì chảnh anh đang miền chẳng chẳng dương ớt bằng chốc thế đương ớt này ba tạc cam bọc ôn cực tì cả lại tạc ớt ra bị phục lụ ba tạc cam ba nơi thầy tôi bây phải chia bộ rọt khả mài nâu khá sọc thảo anh thơ ấy thơ tao chỉ sức bỏ anh thơ anh cao tì vật vật cót na dưỡng ọt bàn nâu không sốc thơ anh cao mên còn tay dưỡng prap vì phúc lô coi đăng vũ à khá bọt chịp prap vì phúc lô coi đăng vũ à cắt tức đây là bây là sàm này vũ à khá bọt chịp cắt tức đây là bây là sàm này vũ ọt ôi vũ ấy xa bay là thay rút thao tiêm chẳng ấy đọc đô tức đây đồn ta đã bây ra sàn này chân dương thấu tại pháp thì phúc lúc ấy đồng anh ác bác hồn đứa ơn ạ chân xong bóp ôn tập ôn mê ta ruông khí chỉ trông mùi cống bần thu bần thoi ở sao đứa ơn nè nè xí ở lưu Campuchia trâu ạ thì bọt được luôn ấy chân dương cống bần thu bần thoi bóp ôn nè bành hà nặng hay thay ní bao dương dễ ẩm pi pa nhà ha cách xã Pratibat cá CLV nâng phao và giáo nữa ở vậy khá bao dương dễ dương nặng miền ấy à xây
chênh mà tiết à prang sang tan nên chứ nó dương vô số ba na prang sang tan mình bạch mà bỏ sai riêng và tiếp xe những miền ai giả prang để bạt ca cái xã prang bạt ca cho bạch 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 gì của họ tê bởi riêng đó thảo không nông là riêng này anh dễ bị san phim phum sang không là riêng đó và các ban là riêng à lâu nó miền lôi ấy không là riêng đằng đại phép con đằng lôi và các đôi nó ở rộp mà phanh vân và tê kia và các ban lôi dìa ra chai phanh ở rộp tầng ọ đây đây cái xã ca kia xã con kia tầng ọ rùm kia và các ban kênh chuyển lôi ạ thế nhé à chai 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 ban cục và tê tầng ọ nó chẳng bao dương hôm nay khang là riêng mình sư thác các ban lôi ấy nào các ban này ạ à diễn miên là phía thả diễn không phần nào phía ca phất do à phía xong đấy giá prát bạc ca nó lúc lúc giấy cái ba nó sang cả Singapore Singapore ba này giấy thả có trao chỉ có rồi bọc mày dùn chuyên liên tiên Campuchia này anh mới có tha ni chỉ riêng tây không bọc Campuchia chẳng phụ ái nhỉ à sang prang tàn ấy mình bắt mừng giấy những phía xá prát bạc ca thế cách xã Pratibhaka tự ban ở vây tầng ọ thì phía phoan nâng rương cực rút phía tầng ọ thì tao tầng ọ nha tầng vi nâng dục tầng xây tầng cạch tầng ấy tầng ọ mong các ban chia rút phía xã ban mùi là phía phoan nâng ai chai chai lôi chìa phlau cá nâng nông cái hào thân lôi ở riêng nâng ai miên cao miên nâng ọ tì nấu ta phía thả riêng mà mát nó cứ vô chấm nốt phía con nó mình lục luôn rừng tây khăn nồng cái hình giấy ta ở này vô bãi mình chỉ được chơi rừng tây khăn nồng tái hình giấy giấy phía thả xã phải bạt cá riêng riêng cá bánh vô xây bờ ắt chuối đọt sai khi này đôi phun mía miền rừng cạn làng riêng mình ta đọt sai bán ớt ớt tề thế nhé là ngọt ấy ngọt tức thấy chết ta chết những cái ông phiền xã prát bát ca xã prát bát ca chết xã prát bát ca cho nó phê trâu ca đôi chị rương thamay thamay nhỉ bà rà bọn vô bài xã mất trụt kia này bởi dương dây ta rương phải tê thái nhưng cam bởi chía bà nhà ha xã mất của môi mơn kỳ lô mét bây mơn kỳ lô mét tao khang dốn bây mơn kỳ lô mét tao khang thải bởi dương dây hướng sầm mất trụt kia à lâu nít đám bây tí bẹp bọn nóng cầm áo cao miền rừng cao lãng hay tam bất kê mình trong ban thế sầm mất bọc mai nè còn tay bảo kê mơ à bây mơn cửa lâu mát bảo kê mơn dốt ai dốt vì dốt thật tiết chẳng kê thấu dốt sầm mất mai bây mơn đá tục cho mùa dùn cầm áo riêng đa tổ kỳ chẳng này khmai ọt thế nhá kê dốt ọt linh sự một máy bát bát bật lâu on đã chết như tao chẳng thế nhé tại đó bây giờ từng dây hướng vẽ phần ở chân nam môi nước đối sầm an tha vẽ phần chân nam nữa khi mình chạm với bao phun hôm sáng từng dây mới thấy thay cái thay anh từng dây mới mê anh ấy à vuông nông tốt à mất mơn chân nam ấy nữa đó bây giờ vẽ ở từng dây mà mất mơn chân nam bật một chọc ở hiện gì khai bật nà à thao tiếp yêu khai bắt nát với ớt hiền vậy chẳng sầm một nó bị truột xích nghĩa không ai ớt vào đời không ai bắt sực đường bành hà sầm một nó bắt thế nhé thế tôi nó làm nát khai bắt nát lên hiền vậy mới mới bao con cân mới chẳng còn lại tê sạn đi prang sòng tan ấy mình bạch mau này dây đường ô cách giá Pratibhaka CLV phải giao xây ná bẹ con nó tập riêng thiếp mùi bởi tê không là riêng nấu ấy đâu này gì miền xây ná ở Philippines này là Malay miền ấy mình bạch tập riêng thiếp kê tê hai con bạch riêng thiếp tao ông lê hướng nhẹ chiếc này dùng chôn này dùng ấy bạch ghê tê rương bởi tê kê miền thôn thiên mà nó cực rộn rương bởi tê kê miền nẹp bạch chay cái tên nẹp prát chậm này đang cục rộn à vậy đây cái thứ à vậy đây cái ăn vốn
ដីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអត់យំស្រែកដោយកម្ពុជាទេតែមើលកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយកុំចោទឲ្យរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យលើកយកមកថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបាញ់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីគេឲ្យច្បាស់រឿងបញ្ហាហ្នឹងចាំលើកយកមកនិយាយបើខ្លួនឯងរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងជាក់ច្បាស់អំពីបញ្ហានយោបាយផលប្រយោជន៍ត្រូវមើលឃើញចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចណាខ្លះប្រទេសគេមានផលប្រយោជន៍ក្តីសង្ឃឹមជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុចណាខ្លះអត់អញ្ចឹងត្រូវមើលអាកន្លែងហ្នឹងតើគេបានប្រមាណភាគរយវាច្រើនក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានផលប្រយោជន៍នឹងវាច្រើនដែរអត់ណាប៉ុន្តែយើងយល់ច្បាស់ណាកន្លែងណាបើយើងនិយាយពាក្យម៉ាត់ថាកន្លែងណាក៏មានពុករលួយដែរប៉ុន្តែសួរថាបញ្ហារឿងពុករលួយបើយើងនិយាយម៉ាត់នៅលើលោកនេះកន្លែងណាក៏វាមានដែរប៉ុន្តែសួរថាគេបដិយអាណាធិបតេយ្យដោយកម្ពុជាយើងទេតែយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងវាហួសហេតុទៅហើយកន្លែងណាក៏មានដែរពុករលួយក៏ប៉ុន្តែគេមិនបដិយអាណាធិបតេយ្យដោយកម្ពុជាយើងទេ3% 5% 10% វាមានជាប់ជានិច្ចប្រទេសអូវជឿនលឿនមហាអំណាចណាក៏ដោយក៏វាមានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកកម្ពុជាវាអត់ទទួលយកបានវាអាណាធិបតេយ្យណាអាបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងបកស្រាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យវាយើងត្រូវយកចំណុចប្រមាណភាគរយ70-80%យកមកបញ្ហាប្រៀបជាមួយគេទៅយើងអាចបានទៅ80-90%ដូចគេអត់យើងនឹងវាក្រោម50%ទៅទៀតវាចិត្តក្បែរ0មកវិញហ្នឹងចេះហើយយើងមកផ្ចាំងចាល់រឿងអ្នកជាតិនិយមអ្នកជ្រុលនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនស្អីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពមកបាញ់រដ្ឋាភិបាលអីណាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីគេឲ្យច្បាស់ហើយចាំយកមកបកស្រាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យបើខ្លួននៅរស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្រើនឆ្នាំដែរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុះណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជ្រុលនិយមអីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងក៏លើកឃើញប្រទេសគេមានច្បាប់ហើយរក្សាតម្លៃជីវិតហ្នឹងសួរថាគេរក្សាតម្លៃជីវិតខុសពីស្រុកខ្មែរយើងរបៀបម៉េចធនធានមនុស្សកសាងប្រទេសនឹងការពារទឹកដីគេរបៀបម៉េចប្រងសន្តានឯងដឹងមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរឿងអស់នេះអ្នកឯងនិយាយយកសបាយនៅថ្ងៃនោះហើយរឿងពាក្យថាលក់ក្បាលលក់អីនេះមិនបាច់គេនិយាយទេរឿងអស់ទាំងនេះប្រងសន្តានឯងដឹងខ្លួនឯងហើយយោងទៅតាមទង្វើយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយោងទៅតាមទង្វើរឿងហ្នឹងបញ្ហាយោងទៅតាមទង្វើដែលខ្លួនឯងប្រើពាក្យទង្វើហ្នឹងគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាតើការពាររដ្ឋាភិបាលឬមិនការពាររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគេឃើញទាំងអស់គ្នាតើពេញពិភពលោកគេឃើញទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នកាត់ទឹកដីរក្សាអំណាចគេឃើញទាំងអស់គ្នាតាប្រទេសជាតិរលំរលាយគេឃើញទាំងអស់គ្នាតាចាំបាច់កុហកបោកប្រាស់អីរឿងអស់ហ្នឹងណាលក់ក្បាលមនុស្សក្បាលគេដឹងតាប្រជាពលរដ្ឋភ្នែកម្នាស់តាអញ្ចឹងរឿងអស់នេះកុំយកអាពាក្យសម្ដីថាដល់ខ្ញុំអត់ចូលទៅខាងគេហ្នឹងបើគេចោលខ្ញុំលក់ក្បាលមិនចង់ទេមានណាគេយកចំណុចដែលចូលមិនចូលទេឥឡូវឧទាហរណ៍រឿងទឹកដីបញ្ហារឿងទឹកដីឥឡូវនេះ CLV ណាខ្ញុំចង់សួរប្រសងប្រតានឯងត្រង់កន្លែងថាចំការកៅស៊ូរាប់ពាន់ហិកតារបស់អ្នកណាគេប្រងសងតានឯងហ៊ានឆ្លើយទេ
đây xong cái tiên xây tạc kịch lẹo phoan nâng chồng ca rõ phoan hay ta grau mũ phép áp hi vốt chồng ca rõ bỏ này nà kì rõ bỏ rõ tháp hi ba Campuchia bằng cao ca nghe chung phụ chia phô rõt Campuchia rứ bọc khó bằng cao ca nghe chung phụ chia phô rõt dùn bằng xong tan anh cháu nói bán ý lâu xuống chồng mong tạ đại khả nông niêm chuyên nhé nôm pia chứ nè ai chun ai bỏ bỏ bài chứ nè vậy ông pia sẽ mất tiền phong vậy pia phong phải giao xây pia phong đang đắc nón nè ở phong san tan này trả lời mà cho bác pro thế thông lớn như vậy thả rú cáo rú phía và phía bớt bằng cá cang như chun pia phô rốt cao sắp phía rồi bỏ là tết đọc phía rồi à lâu trong cá cao su rô phong hay ta rô bỏ này nè របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយួនហើយបើយើងនិយាយថាកាត់ទឹកដីឬមិនកាត់ទឹកដីអាហ្នឹងអត់កាត់ទឹកដីទេគេចោលថាកាត់ទឹកដីហ្នឹងខុសដែរឬទេប្រងសន្តានឯងឆ្លើយពិតណាស់ឈ្មោះនៅតែទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែអាអ្នករស់នៅអាអ្នកបកកើតការអាអ្នកដែលធ្វើចំការនោះខ្មែរឬយួនយើងចង់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹង มันจังบ่งสุสัตรายุติธรรมจังเอาไว้ได้เปาะปอนยุติธรรมได้ได้สิกาปึ๊ดยิงจังกรมสัจจะภิพจังบ้านยิงเรื่องจังอดมีจะตะกลัวนัดประเดประดานองการประดังประดอเลยเด้ยิงยิงมื้อเคยกาปึ๊ดจังอะแล้วถ้ากะไหลนึงอดตอนกัดเตะดักประโจ จำกากระสู้รอปอนให้ตาเนาเนาเลือดตึกใดสตึงไตรรัตนากริมดลกริกระเจงอากระไรนั่งท่าโอ้ดับบรรโจจนบอลเสร็จก็อ่ะผีบอดจังจำกากระสู้รอปอนให้ตาเถอะจ้าอ่านเอาบังตะเลสาบเนี่ยสีนังไอ้นังกาโกนึกกระดอนแหละอ่านาประดอยเอาโจลอ่ะพรองซองตาไอ้เมียนขวบเพลงเมียนคู่เด้อ่านเอาเลือดบังตะเลสาบสีนังไอ้นังกาโกนึกกระดอนวิจอกวินามาจ้องวิทานไปอันมา ខ្មែរមាននាំគ្នាទៅនៅហាណូយស៊ីនៅហាណូយអាចនៅហាណូយកាលកូននៅកណ្តាលនៅហាណូយអត់យើងអត់ចង់និយាយពីអសិលធម៌ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលផុសចេញមកវានាំឲ្យយើងនិយាយវាទៅវាដូចថាវាចេញពីខួរហ្នឹងវាផ្ដាល់ឲ្យទៅឯងហ្មងអញ្ចឹងចង់និយាយថាពួកអាអ្នកវិភាកពួកឯងអ្នកវិភាកនេះ គេថាលក់ក្បាលគេថាត្រពងគេថាលិតពងនឹងវាមករយភាគរយហើយបើឯងមិននិយាយអញ្ចឹងទេបានលុយណាចាក់សាំងបានលុយណាចាំប្រពន្ធកូនអានោះអញ្ចឹងអាមេចោលវាដេញឯងចេញអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើឯងក្នុងនាមជា แนวิพีหรือกรรธาปิบาลแนวมีจำแนกดังปิดประกอบกับอ้อยปูรถท้าผู้อ้ายในเยียวยาไว้ได้เปะป้อนหนึ่งมุกจำเนียนปิดประกอบอาบ่ายนั่งไงเต้าพดดมขี้ตังปีอาศกตู้ย่อตังปีอามดัดสพีอาศกตู้เช่นนี้อาเขียวชูปีเนาะรวมขี้จะมวยอาผู้อ้ายต่างอ้อขี้หนึ่งเยียวยาเกราะจังมองอาสัลโซจังมองอายุเฉินเชียงขยมไอ้กระดอยบองพดดมขี้ผู้อ้ายฮะ ហើយរកចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យត្រង់ហើយបំផុសពលរដ្ឋឲ្យត្រង់រកទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យគេចងចាំឈ្មោះពួកឯងណាកុំឲ្យគេថាលក់ក្បាលកុំឲ្យគេថាលិតពងកុំឲ្យគេថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីតែលុយណាពួកឯងអ្នកចេះដឹងហ្នឹងពួកឯងចេះប៉ុន្តែពួកឯងមិន យើងដឹងណាពួកឯងមានភ្លឺទេពួកឯងចេះបើបើឯងចេះហើយទៅផ្ដុំដើម្បីការពារកសាងប្រទេសពិតប្រាកដហ្នឹងសហការគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បង្កើតឲ្យស្របនឹងអរដ្ឋាភិបាលហើយរុញចង្កត់វាពីលើមិនយកចំណេះដឹងឯងទាំងគួយធ្វើសាត់សេអញ្ចឹងទេ ឯដល់ពេលអង្គុយធ្វើសាត់សេគេតាំងមកអីគេថាលក់ក្បាលគេថាលិតពងតាំងឯងខឹង
ai cũng không nâng phải chưa phô bạn chẳng thà bạn kiểm điểm số được nghiệp kiểm điểm số được nghiệp bạn chẳng ai cũng không chỉ mới phô luôn ủa rút phép bẹp phôn rằng chấm này đăng phụ ái chạy mên phân phụ ái ọt thật đông khá nha tăng phía mắn đất sự phía tăng phía ấy tăng ọt đại bẹp phôn rằng khu rái lực chứ say nằm đông khá nha hơi rốt chấm nốt nga mùi bấm phục với chiếc phô luôn từ đào nào mùi ca bất đám bây thay ra xa ca phía bố nạ phía tất đây bất bà con mày mong côi tha riêng trẻ đăng hay mong côi nè mẹ phò nằng cái ao thơ sạch xe nhé cái ao tha ca ca lạnh lạnh chẳng thế ở đây chẳng cầm on chất nằng cái tha lúa các ba lúa các ba lấy dương thấu sao rồi sọp nằng riêng pe ni còn là như ta nữa cả lại tây sạch pe ni bom on thấu đo sai đâu để biết mấy gì đâu mất mấy hướng trang cha là phô rót lúa anh nhận vô bài cho chưa luôn vô mình chưa luôn vô mấy ai một trang tra lượng biết thật chưa luôn vô mình chưa luôn vô mấy trong đùa luôn mấy anh tha căn là kháng anh tha căn là khổ của anh nhận che đắng anh tờ thơ sạch sĩ anh uống thuốc này anh chỉ lại che đắng tăng phiền bớt đâu bị ai chứ nào đối với niềm chẳng bởi anh nhận che đắng bớt và có thể tao sẽ hát ca cái này khúc rút hiếp tăng ọt hay ở shop nông chấm này đăng ngải cao phết đâu rồi từ đau man muối đầm bay hay là xa ca kia ở shop nông nhẹ miên chấm này đăng tặng hay từ 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 chuyên vì lơ à phụ à thao tiếp à nông hay bằng cái hào thạp phụ ái miên chấm này đăng chạy prau phật và cọt mến đầm bay nôm và tê chiết từ rốt sạch đầy sốc thế mà ai mong coi pru hướng ở Campuchia pa chạy bon miên mốc miên nốt smart tiếp kia tặng oh nè xã rốt Amerik, nè chân, dùn, không ai, đồ nơi gì xây nào, chứ rốt đi nào, không ai, miền mốc, miền mốt, xa phía bên thảo ơi, bố miền chú mua chứ phải tê cam bởi chí. Thế ơi, ai tao tầm nang, ai tao tầm nang, bần chô mà đó cam bởi chí với nè. Thế ơi, coi, cái ơi, cho, ai miền khóa phía, miền khua mơ đấy. Bởi tê cam bởi chí, miền đâu, chú mua phải tê cam bởi chí nữa mà. Anh cái tôi còn bắt mua bữa tiệc Campuchia mấy, tôi hãy tranh khéo nó ở tầm nang ở bữa tiệc Campuchia, tầm miên mốc miên mót smile ok, miên cả ấy nó ông ca sạp chi chiết, tầm gì ấy ấy tầm on đúng, phần xua tha, thì chưa ai mà rồi phía rồi ấy, bữa tiệc xanh xanh thì chưa mà rồi phía rồi ạ, trước đó chừng kia ông tiệc nào phiêu tiệc này nằng, mình chẳng bao phổ, chẳng hướng on ấy ai mà đâu bữa tiệc Campuchia với cái ông coi cái ao cho anh mà khơi phong lắm vốn về trong và chia ấy ao cho anh coi anh cất mơ mà ai mà nét bảo vật sao phu mà xa ai mà lực tiện sầm đây và trang năng nét chiên thì zoom nét chưa thì zoom say na anh chen cho ấy ai hết ta lớp ai hết ta thôn cỏ dương đăng cho bán à nè anh chứ mà nu che đăng mấy mà nu thò mà đa thế còn tai bọn này anh cứ hết tật lướt và chăng cho mũi pull rod này mà nó này anh hết tật thun co thay tiền của pull rod con này mà nó trung bình phục lâu tao con mưa khơi cầm hông à vậy đây nè tùng vư này anh lật bóng con khơi tao ọc này tao chẳng thòng cả lái như ba tập tiếp theo ở Campuchia cho Campuchia cho hồ miền mốc miền mót mà xã ca cho môi cái tên này cái tên nuôi ha bé con đường đường của vợ xa hơn đọc một phần mê xa chạy sắp ra mình vẫn bách mà tiếp theo thay hơn cho nó là bốt miền sạp bên ấy bộ luôn ai chỉ nét cho đăng của vợ xa bất bỏ con mình phụ của xa bất bỏ con mình xua thằng à dạ công dạ mình bị cao vì nào mau vì cho vì than và ăn mau ấy nó trong sáng tạo à dạ công dạ mình phải cho vì than và ăn mau đấy chẳng công bách phải lóc công bách bao prà bao phong không mày rồi bao bấy năm bằng bấy khai phải khai không ai sắp xếp tại đại phu nhẹ che đằng
Nè anh đăng thế còn là bẹ bèn ta có video tao sẩm lạp cháu này chẳng bao này anh ban xong cắt đúng xong cắt không đăng cái phần bộ ban xong cắt này anh vô trong óc nia ta ngửa nó chăm bách mà dây tro pon lược pon bây cho nó mà bây khai bây khai khai sẩm lạp thôi đại phu sắp xa đó là xong bây khiêu sẩm phôn nuôn chia của con dây này tành hao nữa nè còn tay à vậy đây chia cầm hốc nhưng mới khơi đặt con có chia cầm hốc đây nguồn chia có miếng cầm hốc hiệp sầm phong có miếng cầm hốc đây bộ khai luôn chỉ nét đất nó mà đâm con trao ngóp ấy con trao ọt liền con trao ngóp con trao cái thơ bạc bờ dương chỉ nét đất nó ọt đâm con trao và tê mà con khai cái mua dường mơ mình sóc dương ọt đâm con trao cái sầm lắp đất nó mổ ai chứ chẳng bờ dương thơ dịch đây sàn tha đâu khiêu sầm phong có con miếng cầm hốc đây có khai luôn chỉ nét đặt ngóp ắt đăng kia sầm lấp không ai ở rộp liền nét ắt đấm mình chẳng gì thì hết bây giờ vậy được răng sòng tan này là lâu nữa phải phòn ở rương ở đó nè ở pan nhà ha rương ở tây tạ ca đọc ở phơi mây xa chân sập rám luôn đăng thà trong kêu xa bọc ôn khuôn ấy có miên ngọt này vẫn bảo dương đăng thà ở à viên ngọt nữa này đòi xa nè dương xua mới riêng mình đây bọc ôn khăm ai nữa mà sầm lấp khăm ai khi ai mà rồi phía rồi bọc ôn còn là khi bẹ vẹn tá còn vô tôi sầm lấp cho đấy bọc ôn cân mức trắng toàn cả lấy đi cầm ao kỳ tha lịch bốn cầm ao kỳ tha lũ các bán cầm ao kỳ tha trò bốn trong giới ở trong trong nách mất đọc phần mê xa chất sập rằm không ai sắp sư tên lạch phút đời xa này nè lời chóm hả ná rùm sầm lập không ai bằng cao đối rương sầm lập không ai chẳng trong nách ở thằng đi cho lời chóm à bỏ rương nâng với cao lang sở rốc bỏ dương sở rốc sạch đây sẵn là các ba mơm thông bầm phất đại thôi không ai thấy đó cũng rất năng đời xa ta phải cha xe nụ anh nắng dưới sập mông không ai thấy đó cũng rất năng đời xa không ai sập sư rồi đại phu khi nó còn bóc than ở rút bấy chín năm bấy khai bấy thay cả lang rương năng đời xa lại xe nụ và đâu giờ thương chẳng bậc miên lại xe nụ có vật tê cam mà chưa miên thấy đó cũng rất năng đấy chấm lá sao lọc mà vẫn chứ ban cao đại vương là dạ con là dạ minh cả ban vô đó có bớt ta sa miên đó nó không đâu anh a chui à na hướng ngon không chẳng bao phổ khiêm thì dây đường vẽ phòn phòng sẳng tan này được rộp nên tao bao phổ khiêm thì dây nó dứt thì thò rồi khóc rồi trầu bao phổ bị chà na ngọc nên vừa bay tặng ó cao lớn nhưng mà mấy cá lăng đấy anh thế